Em nghĩ cách bịt miệng hết lại cho anh nhá. Bây giờ tin hối lộ mà lọt ra ngoài được khác gì là thông báo Lan Hà phá sản. Tao đây. Cũng qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn phải theo dõi. Ừ. Thôi, mày không phải vào đâu. Viện người ta cũng không cho vào. Có vấn đề gì tao sẽ gọi mày ngay. Thế nhá. Anh xử lý giúp tôi. Vâng, cảm ơn anh. Anh đã nhờ bác sĩ giỏi nhất ở đây điều trị cho bố rồi. Việc quan trọng nhất lúc này là bố nhanh tỉnh lại. Nhưng mà thật lòng thì anh cũng lo. Khi bố tỉnh cũng là lúc mà công an tìm đến. Thành đã hỏi chưa? Có nhờ được ai không? Có. Anh với anh Tuấn có hỏi vài bên luật sư chuyên xử mấy vụ này, thêm cả mấy mối quan hệ trước đây của bố nữa. Nhưng vấn đề ở Lan Hà bây giờ đang rất là loạn. Anh không thể nào mà giải quyết tất cả mọi việc được. Anh phải ưu tiên việc của bố trước chứ. Anh hiểu chứ sao không? Để em xem. Có một lúc mà mười mấy cuộc điện thoại. Nói chung tình hình bây giờ là ngoài tầm kiểm soát của anh. Việc sản xuất ở nhà máy thì đình trệ. Mà anh không hiểu công nhân nghe tin ở đâu để đòi đình công. Thêm nữa, việc thiếu chữ ký của bố, bọn anh không thể nào quyết toán được lương cho anh em, làm cho mọi thứ càng tồi tệ hơn. Thế giờ anh tính thế nào? Anh cũng là lãnh đạo công ty mà. Vấn đề là anh Tuấn nói bố đã ủy quyền hết cho em rồi. Nên... mà thôi. Thế bây giờ em sẽ ủy quyền lại cho anh. Vì em cũng có biết gì đâu mà ký tá. Rồi anh xử lý việc Lan Hà đi. Quan trọng nhất bây giờ là anh phải tìm luật sư giỏi, để hỏi họ xem có cách nào giúp cho bố nhẹ nhát không. Nhưng mà... anh... Sếp sao rồi em? Bố em vẫn chưa tỉnh. Tình hình căng đấy. Bây giờ Lan Hà đang cần một người đứng ra để giải quyết. Em, hay là em cứ mạnh dạn về Lan Hà đi, có anh ở bên cạnh. Lúc này Hà đứng ra, tôi sợ mọi người còn hoang mang hơn cơ. Tại vì ai cũng biết em không có chuyên môn mà. Thế bây giờ em ủy quyền cho anh Nghĩa thì sao? Anh nghe đây. Sao? Sao nhà báo lại biết được? Việc bố anh vào viện có mấy người biết thôi mà. Em nghĩ cách bịt miệng hết lại cho anh nhá. Bây giờ tin hối lộ mà lọt ra ngoài được khác gì là thông báo Lan Hà phá sản. Ừ, tôi giúp anh nhá, anh đang lu bu quá. Ừ thế nhá. Ai gọi thế anh? Sao mọi người lại biết chuyện? Anh cũng không biết. Bây giờ nhà báo đánh hơi được rồi thì mọi chuyện bùng bét ra chỉ là vấn đề thời gian. Để anh xem nào. Anh Tuấn, giúp em làm sớm những thủ tục cần thiết để anh Nghĩa có thể quản lý hết mọi việc ở Lan Hà. Em nghĩ là càng ngày lâu sẽ càng khó khăn hơn đấy. Đây là toàn bộ thủ tục để em bổ nhiệm anh Nghĩa làm tổng giám đốc của Lan Hà. Em đọc kỹ đi nhé. Nhiều thế này anh? Hồ sơ dày, thủ tục nó thế. Anh cũng phải mời cả anh Tâm, kế toán trưởng xuống đây để làm chứng cái việc này nó diễn ra một cách cụ thể và minh bạch. Anh Tâm cũng sẽ phải ký đầy đủ vào biên bản làm chứng việc em ký bổ nhiệm anh Nghĩa trong trạng thái minh mẫn, tỉnh táo, không bị ai cưỡng ép hay vì bất cứ một lý do đặc biệt nào khác. Hơi nhiều phần chuyên môn, em chịu khó đọc nhé. Những chỗ cần ký thì anh đã đánh dấu riêng ra đây rồi. Em đọc kỹ, ký, không lại sót. Bỏ đi. Đợi bố tỉnh lại rồi tính. Anh Tuấn,
có cách nào khác không? Chứ tôi không muốn làm trái ý bố. Bây giờ là lúc cần một người đủ uy để đứng ra lo cho công ty và dẹp tan mọi tin tức xấu đang tràn lan bên ngoài. Chuyện này thì có gì mà lan tan nhỉ? Hà cũng chỉ ủy quyền bổ nhiệm anh làm tổng giám đốc trong vòng 2 tháng. Tới lúc sếp Trường tỉnh dậy ấy, thì mọi chuyện lại đâu vào đó thôi mà. Tôi nghĩ chỉ có anh thôi Nghĩa. Bây giờ thời gian tính bằng giây bằng phút, chứ không có nhiều thời gian cho chúng ta do dự nữa đâu. Anh không đứng ra lo cho Lan Hà ấy, thì làm sao lo tiếp cái vụ khởi tố kia được. Thôi được rồi, còn giấy tờ gì hay là phải công chứng gì anh Tuấn cứ nói với em nhé. Em ký giúp anh. May nhá, cô ấy không phát hiện ra mình đã ký dư vài chữ. Là do anh phối hợp, cũng là do anh nhanh trí. Đến đúng đoạn nguy hiểm thì anh ngăn lại kịp, chứ không thì... Nói chung là mình chuẩn bị kỹ, bày binh bố trận dồn ép. Nếu không thì cũng mệt đấy. Hồ sơ đầy đủ, giấy trắng mực đen. Bây giờ Lan Hà là của anh, chúc mừng nhá. Cảm ơn anh, tôi sẽ không quên ơn này đâu. Tôi biết. Thôi, tôi xuống trước nhé.